Tiếp theo chương trình sẽ là diễn biến thị trường của một số mặt hàng nông sản. Trong khi giá tiêu vẫn chạm đáy thì giá cà phê đã có sự phục hồi nhẹ do ảnh hưởng của thị trường thế giới, còn giá thịt lợn cũng có diễn biến trái chiều ở hai miền Bắc Nam. Giá lợn hơi tại miền Bắc đã có nhiều chuyển biến tích cực, sau khi nhiều công ty chăn nuôi lợn ở miền Bắc điều chỉnh tăng giá. Cụ thể tại Hưng Yên giá lợn hơi tăng nhẹ 1.000 đồng, lên mức 32.000 đồng tới 33.000 đồng một kg. Phú Thọ và Hà Nam cũng tăng lên lần lượt là 26.000 đồng và 30.000 đồng một kg. Tại miền Trung và Tây Nguyên, giá lợn hơi vẫn ổn định ở mức 28.000 đồng tới 30.000 đồng một kg. Còn tại miền Nam, sau khi liên tiếp các tỉnh có công bố nhiễm dịch tả lợn châu Phi, giá lợn hơi tại khu vực tiếp tục giảm mạnh, hiện tại giá lợn hơi tại Kiên Giang chỉ còn 31.000 đồng một kg, An Giang chỉ còn 29.000 đồng một kg.